càng ngày càng có nhiều những game show về hẹn hò trên sóng truyền hình. Nhờ những game show này, nhiều cặp đôi đẹp, đáng ngưỡng mộ đã tìm được đến với nhau và nhận được sự chúc phúc của khán giả. Tuy nhiên, cũng từ đây, vô số drama cũng như các tình huống gây tranh cãi đã xuất hiện. Đơn cử như trong tập 44 của chương trình Ngôi sao tình yêu vừa lên sóng mới đây, cư dân mạng lại được dịp ném đá nhiệt tình nữ chính bởi hành động khó hiểu của cô nàng. Nữ chính đến với chương trình nhằm kiếm người yêu lần này là một cô nàng có tên Lương Lê, người mẫu tự do, đồng thời từng đoạt giải Hoa khôi thanh lịch Việt Nam 2017. Chia sẻ về mình, Lương Lê cho biết bản thân từng trải qua nhiều mối tình, tuy nhiên cô nàng chưa bao giờ được cảm nhận cảm giác yêu đến khắc cốt ghi tâm. Hiện tại, cô nàng cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng chưa thực sự rung động với ai. Nữ chính là tập 44 Ngôi sao tình yêu là cô nàng Lương Lê Hoa khôi thanh lịch Việt Nam 2017. Xuất hiện trên sân khấu Ngôi sao tình yêu, Lương Lê được ghép cặp cùng 5 khách mời nam điển trai. Sau màn giao lưu nhanh, cô đã quyết định chọn anh chàng người mẫu ảnh kim diễn viên tự do 23 tuổi Võ Văn Được. Và người cô nàng quyết định chọn trong số 5 khách mời nam là chàng người mẫu tên Văn Được. Đã chọn hẹn hò cùng Văn Được, tuy nhiên ngay sau đó, Lương Lê lại có một loạt hành động khó hiểu khiến người xem không thể không ném đá. Cụ thể, chương trình đã đặt ra thử thách cho nữ chính rằng, cảnh phim nào bạn trai không thích người yêu mình đóng nhất. Cùng 3 phương án hôn nhau đắm đuối, trắng trợn sầm sỡ, nhảy gợi cảm cùng nam diễn viên khác. Dù được gợi ý chỉ cần đóng giả nhưng không biết gì muốn diễn cho thật hay vì lý do gì mà Lương Lê lại hôn ngấu nghiến luôn bạn diễn. Không dừng lại ở hôn, cô nàng Hoa khôi này còn chủ động nhảy thêm một vài động tác chiêu gợi làm không chỉ khán giả mà chính Văn Được chàng trai cô đồng ý hẹn hò phải nóng mắt. Và khó hiểu nhất phải kể đến việc bấm nút hẹn hò rồi thổ lộ trắng trê, nhưng tới cuối chương trình, Lương Lê lại quyết định ra về một mình. Hết hôn đắm đuối bạn diễn, nữ chính còn chủ động nhảy những động tác rất gợi cảm với bạn diễn. Văn Được thậm chí không dám nhìn những cảnh này. Bên dưới tập 44, nhiều bình luận khó chịu cùng chỉ trích nữ chính đã được cư dân mạng để lại. Phần lớn mọi người đều cho rằng cô nàng tới đây chỉ để đánh bóng tên tuổi và không hề giữ ý, thiếu tôn trọng chàng trai mình đồng ý hẹn hò. Bạn gái này chắc biết trước là bên kia sẽ không chọn nên không chọn người ta trước luôn. Hôn trên sóng truyền hình mà hôn đắm đuối thế hả trời. Từ nụ hôn có thể nhìn ra người mà cô gái yêu là bạn diễn chứ chẳng phải nam chính. Chương trình sai quá, để bạn diễn cưa đổ cô này quá dễ dàng. Chỉ là diễn thôi mà cô này hôn mãi như thích lắm ấy. Bạn nam chắc tổn thương lắm đây. Bản thân thì cứ nói, việc gì xuất hiện trên show hẹn hò chi cho khổ vậy.